khát vọng giải thoát khổ đau của anh sẽ đưa anh đến cảnh giới tịch tình vô thường. Em nói sao chứ? Hạng người ham danh trục lợi như ta mà có thể được giải thoát sao? Điều này còn phải xem tâm tư của anh có thuần tịnh hay không, Devadatta. Từ trước đến nay, chưa ai có thể làm cho người khác thanh tịnh. Dài về sau cũng không ai làm được. Buddha ơi, từ bây giờ, ngài có thể quên hết tất cả những gì mà con đã làm mà cho phép con gia nhập tăng đoàn hay không? Điều tốt hay là cái xấu, ta cũng không nhớ anh đã từng làm gì, Devadatta. Anh cũng nên quên hết đi. Ngày tư tưởng anh đổi thay, đó cũng chính là lúc anh bước chân lên một chặng đường hoàn toàn mới. Sáng sớm ngày mai, thầy A Nan sẽ truyền giới cho anh. Cẩn thận địa vị của ngươi đi Buddha. Tất cả những gì ta có đều cho ngươi hết rồi. Giờ đây đến lượt ta làm cho ngươi thân bại danh liệt. Nam